Lời đầu tiên cho em gửi đến lời chào đến quý vị khán giả và các em nhỏ đang xem chương trình Việt Tài Tiếng Hơn em. Chương trình Việt Tài Tiếng Hơn. Mọi người cứ nói chuyện với em hoài, mình có anh Vinh chứ mà em chào còn anh Vinh nè. Không, dạ, không sao em, tại vì đối với những người chỉ cần xuất hiện người ta đứng đó là cách cười thôi là đã khiến cho chương trình nó hoành tráng, tỏa sáng, không cần phải nói chuyện đâu. Nè. Anh nè, hình ảnh em bay xa chồng tôi là của tiếng của em à. Thì bữa nay giờ như bà tiên két vậy. Em ơi có thấy Diệu Nhi là cái người mà phải nói là dũng cảm nhất luôn đó. Mới hát được có một xíu à mà mọi không, người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Em xin thông báo cho hai bình luận viên chính của mình nha. Chương trình đã mời được gọi là hai nghệ sĩ từ Hollywood về. Wow. Brad Pitt. Gái đẹp, dung mạo vàng toàn Angelina Jolie. Tom Hanks. Người đàn ông có một dung mạo gọi là chim sa cá lặng. Oh, chim sa cá lặng. Nghiêng nước, nghiêng thành. Còn người phụ nữ của chúng ta, giọng ca đi liền với năm tháng, Mỹ Tâm. Xin trân trọng giới thiệu Mỹ ca sĩ Trịnh Thăng Bình và diễn viên Diệu Nhi. Sao ai làm cho bả một cái lời giới thiệu mà nó chất lượng quá vậy? Không, không phải, tại hai chị em chơi thân cho nên có nhau, sự ôm ế. Dạ. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi đến lời chào đến quý vị khán giả và các em nhỏ đang xem chương trình Việt Tài Tiếng Hơn em. Chương trình Việt Tài Tiếng Hơn. Mọi người cứ nói chuyện với em hoài, mình có anh Vinh chứ mà em chào anh Vinh nè. Không, dạ, không sao em, tại vì đối với những người chỉ cần xuất hiện người ta đứng đó là cách cười thôi là đã khiến cho chương trình hoành tráng, tỏa sáng, không cần phải nói chuyện đâu. Đây là từ đây đến cuối chương trình anh hứa là anh ngồi không nha. Anh đó hả? Đôi khi thì đẹp mà nó còn có cái sự thông minh duyên dáng nữa thì là nó trở thành anh đó. Nó trở thành anh đó. Mình nên ngưng ý thức là mình đẹp. Anh Vinh dễ thương quá ha. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Nhưng mà quan trọng là bây giờ Nhi với lại anh Bình sẽ lựa chọn về với đội của vị bình luận viên nào nè. Trước khi mà có sự lựa chọn cho anh xin phép anh hỏi là cái tiêu chí của chương trình mình á là nó sẽ nghiêng về vấn đề là vui hay là nghiêng về vấn đề mọi người đẹp? Nghiêng về đẹp, đẹp. nghiêng về đẹp hả? Dạ, nghiêng về đẹp. Nếu nghiêng về đẹp thì anh nghĩ là anh sẽ vào đội Trấn Thành để anh cân lại cái độ đẹp cho đội của anh á. Cũng hợp lý. Ý vậy thì tôi không cần lắm, tại vì tôi nghĩ là tôi đã đủ đẹp rồi. Nên vào đây nó sẽ bị khập khiễng. Em hiểu rồi. Ủa? Wow. Ủa là mình chọn luôn hay sao chị? Chọn luôn chứ. Thì là hôm nay tôi đóng vai phạt ngon đó hả? Ủa đâu? Hôm nay tôi đóng vai phạt ngon đó hả? Anh ngồi với anh Thành nè. Bên kia lấy hơi rồi. Rồi. Thì hồi nãy là bé có nói nhỏ với em là ngày hôm nay bé tới đây, bé có mang theo một cái gì đó. Là đúng gì không con trai? Nguy hiểm, sao nguy hiểm dữ vậy? Trời ơi, dễ thương quá, cảm ơn con nha. Ồ. Chú xin phép được sợ. Cảm ơn con nha. Trời đất quỷ thần ơi. Trái bắp. Trái bắp. Chân dung em luôn. Wow. Trời ơi, cô Diệu Nhi xinh đẹp nè. Mà làm cái tranh gạo giấu mặt người ta. Biết không, nói xinh đẹp mà giấu mặt là hiểu đẹp cỡ nào rồi. Thằng nhỏ lại tâm lý một lần nữa. Bây giờ mình phân tích từng tấm ảnh đi các bạn. Rồi con nói về ý nghĩa của từng tấm hình rồi tặng cho cô chú nha. Cái này là của cô Sam nè. Tại sao con lại làm tấm hình này tặng cho cô Sam? Tại cô Sam điệu. Cái gì? Cô Sam gì? Tại vì cô Sam điệu.
À thì cháu nói đúng. Rồi vậy thì tới cái của chú Bình nè. Tại sao con lại tặng cho chú Bình một cái hình canh gạo, hình nốt nhạc? Trời quá đơn giản, tại, cô xem. Tại chú Bình là nhạc sĩ, ca sĩ. Chú Bình là nhạc sĩ, ca sĩ. Hợp lý, hợp lý. Cô Diệu Nhi mới khó nè. Sao con tặng cô Diệu Nhi xinh đẹp mà không cho người ta thấy cái mặt cô Nhi vậy? Tại dáng cô Diệu Nhi đẹp. À cái dáng đẹp. Cô chuẩn bị leo lên xe đạp. Cô Diệu Nhi bán khô gà chăm. À bán khô. Bán khô trên chiếc xe đạp. Cô cá đây. Cô gà đây. Cô cá đây. Đập sưởng đây. Còn thiếu một người nữa. Mà khách hàng này là... Mà khách mời này là đặc biệt lắm. Khách hàng đúng không em? Khách mời này sao? Khách mời này đặc biệt lắm. Hoa hậu. Hoa hậu à? Hoa hậu tới từ Venezuela. Chương trình xin chào, mà khách mời đặc biệt không vậy? Wow, đúng rồi đó. Mời mấy người bình thường đi chứ không mời đặc biệt cặp quá. Cặp này là được rồi nè, đó nhìn hợp lý nè. Còn cặp của anh mà đi một khách mời hoa hậu làm sao mà anh... Ủa, hoa hậu bộ ra là đi với mấy người hả? Người ta đi bên này. Ai nữa? Đối với những người mà vừa cao vừa đẹp như tôi, tôi đã hiểu là chương trình mời tôi vì lý do gì rồi. Ở đây em nghĩ đây các bạn, ai xứng hoa hậu bằng anh đó? Bây giờ quan trọng là phải mời cái bà hoa hậu đó, bà hoa ra làm sao quá. Để coi bà chọn quá. Ai. Xin mời hoa hậu đến từ Venezuela, diễn viên Diệu Nhi. Nhi khổ gà nè. Anh này hình ảnh em bay xa chồng. Em à, thì bữa nay giận như bà tiên két vậy. À, ngày hôm nay là em mặc bộ đồ này là bởi vì em muốn chương trình tươi mới hơn. Mình bắt đầu chương trình chứ hả? Bắt đầu đi hả? Nhưng mà từ từ. Xin chào. Mình phải chọn đội cái đã bà ơi bà. Mình phải chọn đội nè. Tôi có ý kiến. Đối với tôi, bây giờ ở trong đội nào cũng không còn quan trọng nữa. Không còn quan trọng nữa. Tại vì tôi đến với chương trình, tôi đã cái trách nhiệm của tôi, cái sứ mệnh của tôi đã là đẹp. Cho nên là tôi đẹp là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Khoan, bà từ ba đứa mình qua đây. Ba đứa mình qua đây. Rồi Nguyên qua đây. Trời, thật ra là bây giờ cái người quyết định không phải là Bình nữa. Đúng rồi. Mà là hoa hậu. Hoa hậu. Anh muốn qua bởi đâu? Thật sự là không muốn qua. Vậy anh Thành qua đi. Trời ơi. Em còn thậm chí chưa hỏi ý kiến của anh nữa đó. Xin lỗi. Anh muốn qua bởi đâu? Muốn qua lắm. Thấy chưa, hai anh lúc nào cũng muốn giành giật ngồi với em đúng không? Em sợ là hai anh buồn. Ủa vậy? Có bộ hợp lý hơn. Những chàng trai đẹp vẫn có thể hợp lý hơn là ở với một cô gái quá nhiều màu như vậy. Rồi, ai muốn qua đây ngồi với em? Trời ơi trời, bà làm vậy người ta mới không qua đó bà. Trời ơi. Cô Diệu Nhi hát hay thì chắc chỉ mới có mẹ cổ biết thôi. Hát hay nhảy đẹp anh. Chưa thấy chưa có tình. Nó hát hay khủng khiếp mà hát hay làm sao. Cô sẽ hát cho con nghe bài Chị Đi Tìm Em. Cô sẽ vào thẳng điệp khúc cho con thấy sự nức nở. Người mà phải nói là dũng cảm nhất luôn đó. Thành ơi. Tôi là chú lái đò. Còn em. Cô ơi, em của cô nè. Rồi ba bốn hôm đi. Tỉnh luôn thiệt á. Nghe cái giọng của chị này, của chị luôn á chị. Ủa Nhi nó nghe nè, dạo này thành phố mình ngập lụt lắm, sao mang đôi giày chống nước vậy? Dạ đúng rồi, dạo này đang mùa mưa, cho nên em sẵn mang đôi giày vậy luôn. À rồi mới đi đâu về mà ai dò đầu em xù quá vậy Nhi? Cái này cái style make up lả lơi á. Trời ơi. Tóc mình kiểu
cái style make up lả lơi cho nên đầu tóc nó hơi rối vậy đó hả Nhi? Dạ đúng rồi, kiểu nó bù xù nhưng mà mình cứ kệ nó, mình đừng có dán cho nó ngay ngắn. À ai biết đâu, tại giờ này nghe nói là anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó, nó thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu rối tóc này kia, bù đầu bù cổ phải không dạ, em? Dạ thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. Một cái sự phủ nhận trắng trợn, phủ phàng quá. Mà Thu Nguyễn ơi, tại sao em đẹp dữ vậy? Em bước ra em đẹp quá. Dạ em cũng không biết tại sao em... Ủa sao vậy? Ủa sao anh Nghĩa sao vậy? Anh Nghĩa đứng thì đứng một mình thôi, em bên đây mà. Cũng không có cân xứng lắm đâu. Dòm như vậy hợp nhãn hơn. Hợp cái màu thôi em ha. Dạ. Chứ về chiều cao hay về sắc dốc hay về cái gì nó cũng khác xa nhau dữ lắm. Em thấy mọi người nói sao vậy? Nhi cũng đẹp mà. Em đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh rất hiền. Bây giờ thế này nè, em thấy Diệu Nhi á, hôm nay Diệu Nhi chính giữa có một cái miếng bánh in hình vuông rất là lớn mà. Cái này em, hả? Ờ, được, cái là cái bánh in anh. Vậy hả? Nên em nghĩ là em là cái người mà thích ẩm thực nên Diệu Nhi hợp. Không, mà mình phải nói một điều là Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À, vậy đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. À. Cái này mới chấm hát nè. Ồ. Nhi, không mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe, đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi dạ. Em nhìn cái đó không? Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu đó lời không yêu hay buồn là yêu hay không yêu không yêu là thôi nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Gì mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá, mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Em ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Vậy thì bây giờ em có muốn là về đội của Trấn Thành hay không? Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bức rứt lắm đúng không? Không, không có đâu em, anh vui lắm. Chưa? Chi vậy? Tạo sự nguy hiểm chi vậy? Đâu ai cần em đâu. À vậy vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về nhóm anh nha anh. Cách đây muốn... vài phút. Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Vậy thì mời Diệu Nhi về với Trấn Thành, Thuận Nguyễn về với Quỳnh nha. Dài quá. Bye bye. Ủa? Em đi đâu mà bận đồ lộng lẫy vậy? Cửa mắt nữa hả? Working with the dog. Working with the dog. Dắt chó đi vào. À. Em đi nha. Đi thôi. Hey Rich. Không trả lời. À, ý em nói là không có tiền á, vô thử cũng vậy à đúng không? Ừ, cũng đúng. Vậy thôi. Công nhận á, chân chỉ với đôi giày á giống như thuộc về nhau vậy đó. Em biết sao không? Một khi chân đã đẹp á là máng gì cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi đẹp quá vậy trời. Công nhận đẹp thì chị thử luôn chiếc này nha. Đi em giúp chị. 10 triệu hả em? À, dạ đúng rồi ạ. Ồ. Tính thử mà sao thấy rẻ quá.
Tụi mình có giày nào giá mắc hơn đôi này không em? Dạ có chị, ở phía bên này nè chị. Mời chị qua coi nha. Mời chị xem. Tiếc quá, mấy cái này không có đủ tầm với chị. Thôi để bữa khác mà có hàng mới về chị ghé xem ha. Dạ. Cảm ơn em. Trời ơi. Xin lỗi em nha. Hư lắm. Đi về. Chị đi đâu vậy chị? Chị giải quyết chuyện này cho em chứ. Chị mới thay mặt Harris xin lỗi em rồi đó. Xin lỗi? Nó cắn nát đôi giày 10 triệu của shop em là xin lỗi là sao chị? Ví dụ như mà mình đi ăn nhà hàng, mình làm bể cái ly, nhà hàng có bắt mình đền không ta? Chuyện cái ly với chuyện đôi giày nó hoàn toàn khác nhau chị. Chị phải giải quyết cho em. Chị... cho chị đi về đi chứ. Chị ở đây chị không có tiền đền. Chị vừa nói giày ở shop em không đủ đẳng cấp cho chị. Bây giờ chị nói chị không có tiền. Chị không có tiền chị vô đây rồi thử giày làm gì? Chị thử cho biết. Thử cho biết. Không có tiền. Chị không có tiền. Tiền trong túi của chị nè. Có, chị có tiền. Là chị đã rồi. Có. Nè, giấy này chị đem theo để hút phân cho Eric. Sáng giờ xài mấy miếng còn 2 miếng. Còn 12.000 để tí đi xe buýt về. Chị nói gì vậy? Nhưng chị sang trọng vậy mà không có tiền, tin nổi không? Em cũng bất ngờ vậy chị phải không? Chị đi đâu vậy? Chị đền. Chị đền mà. Đền gì? Cầm đi. Coi có cứng được gì thì cứng. Đôi giày này chị mua 15 triệu á. 15 triệu? Em thiếu chị lại 5 triệu nha. Chị nói cái gì? Mấy cái đôi này ở ngoài cửa hàng Sida đầy mà. Ừ là sao chị? Em hiểu chị mà phải không? Nói tóm lại là chị giải quyết cho tôi cái vụ này. Đôi giày 10 triệu. Harry, đừng nhào vô cắn robot nha. Đó để cấn nợ đó.